Ok, hiện tại bây giờ là mình đang ở chỗ này, Tricycle Thailand. Ok, xa xa đó là chỗ này đi để kim với lại bắt hôi sò. Em thì đứng đây nghỉ nắng. Mới về bên mình là chắc khoảng 2 giờ. No, nửa tiếng à, cái phà đi nửa tiếng à. Là khoảng 2 giờ có mặt phía bờ bên cách mình. 2 giờ về nhà. Về nhà em có 10 phút nữa. Vậy là 3 giờ kém. Không rồi, lên đường. Đang đi qua phà Kingston. Get on the ferry. Nhớ chỗ nha, bán chút nữa kiếm bệnh luôn á. Không, mẹ này nhỏ rồi. Chào lắm. Đồ mà chiếc Silverado đã đẹp. Nice shot. Stabilizer này thiếu cơ mà, má rung quá. Ok, để tiếp nối chương trình ăn chơi nhảy múa là mình về trước nhà rồi, mà chủ nhà chưa về luôn. Hiện tại giờ mình đang ở nhà anh Toàn đang chờ, chờ chủ nhà về. Nói chung anh em cũng hơi là thấm mệt rồi đó, nhưng mà sao ok, vì sự nghiệp, nghiệp của anh em chúng ta. Hi Kiên, đi đâu rồi? Hi. 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 Ừ. Hay quá vậy ta, đội nón kỳ vậy. Nón kỳ. Ôi trời ơi, hay quá gì. Trời, nó quậy hay quá gì, chơi trong trống á hả? Wow, Uber tới rồi, pizza tới rồi. Có anh Uber. Thành tới rồi. Chủ nhà đâu tới lâu quá vậy? Kim tới rồi. Đi lâu như vậy. Anh về trước chủ nhà luôn bây giờ. Đợi nãy giờ. Bắt yểm bắt đai đứng từ nãy giờ. Đó, chủ nhà về rồi. Kim với ra con. Đi ra cho bác Toàn vô. Vô. Từ không có thua thành má, cái gì cũng có luôn. Vô. Bây giờ đủ hết rồi, bây giờ chơi nó bụng quá. Đỡ ăn cái cho nó khỏe, đói lắm rồi. Cái sáng mình ăn mấy trái gì ăn hả? Đúng rồi. Em vừa đó ăn. Đói. Đòi thì ai mà không đòi. Thank you.
sau một hồi 1 phút 30 giây hai cái pizza giờ còn có miếng 2 miếng à. Đây em tỉnh đang chuẩn bị chiến đấu tiếp thôi. Thì sự nghiệp ăn chơi không ngừng nghỉ. Đây là thành quả làm việc của anh em trong một buổi sáng. Như vậy đó. Để tiếp tục chương trình chơi. Chương trình ăn chơi nhiều múa, bây giờ mình đang nướng hàu. Đó. Cái này thế nào quá trời luôn nè. Đó. Thấy chưa? Đó qua đây nữa. Công ghê luôn á. Qua đây nữa nè. Đó, nó tươi. Ăn chưa? Nó ngọt thôi rồi. Lớn cái. U. Ngon quá ngon. Giờ thà ra không có gì chơi vậy. Trời bà muối nhiều quá nó mặn. Ừ, muối 2 ba hộp thôi. Có anh dùng vô trái vậy nhỏ. Đó, không chanh là phải là chanh ở đây. Rồi, quyết định gì đi. Coi như là làm hết á. Rồi vợ. Coi là phô bà sâu không? Không mà mình đi mình thấy nó ghi chỗ bên bàn quá trời. Đúng rồi, ra ngoài được cái chỗ Bạc Kinh đó. Thấy cái cao tì cấm lửa luôn. Đúng cái rồi. Đó, chứ phải là cái cua đâu. Nguyên cái cao tì. Mình mướn không nói mình. Mình không để hay là sao? Ừ chắc không nói. Mà mấy cái cây nó có dán hết à? Bên 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 bên. Hoặc là khi nó không đọc. Khi nó đọc tới cúp đó hết chưa dịch á. Cái này có thể hư nha, cái này có thể hư nha. Mình đọc mà mình không mướn rồi. Nó ghi là cao tì luôn mà, mây xanh cao tì là no hoa gì đó. Bye. Cái nào mà bay mùi là bỏ nha. Cái này có một con nó rất là hôi. Nó nhiều chưa? Oh my god, nó nhiều. Phải không? Coi như là đầy luôn nè. Trời ơi. Sao? Chị bây giờ già rồi ai quên. Chị đi đâu chị quên đó. Ồ, sàn đậm đàn quá. Lên nhà em toàn vợ quá trời. Tại vì chị mất hết dây điện thoại rồi, 30 giây. Thôi giờ thứ 7 tuần sau lúc mình không có xe gì đúng không? Chứ nhập thì đi ăn tạm, tạm sao? Không nhận xác. Không có ai đi đâu, chắc chờ bạn rồi để. Ủa nhau? Chính là... Này giờ là footage chắc hơn tiếng á. Anh cứ nói cái kia vô thôi hả? Bố lên xem mà xóa rồi chứ, để gì... Bố lên nó giữ trên cloud. Đúng rồi, em xóa máy thôi. Máy em tới 512 lần 10. Hồi xưa mình dở thì như mình nghĩ mua 512 chứ mua 256 được. Trời hồi xưa là tính giữ trong máy luôn. Nó bây giờ cái thẻ anh ta mấy tên rồi mà mua mẹ anh ta không phải chứ. Mắc rồi. Cái này mua gần bằng MacBook Pro không? Mua hai cái 512 được. Quay 4K hả? Đúng không? 4K luôn. 4K.
Đây, ngập sông E luôn. Thằng dớt hả? Các bạn biết gì hả anh hả? Thằng dớt. Lại tại vì mấy con online đó. Giờ đó là không biết đâu. Game Store. Em vừa coi xong em nộp. Về thôi. Ơi, sao em? Đây đủ. Con clip ấy hả? Rồi, bye mọi người. Dạ. Sao rồi? Bye kêu nó không tao. Hay quá. Kiếm được ghê. Ngon lành luôn. Ê, chân khó vậy? Trời, chị để dép đâu chị hỏi em. Đi kiếm. Trong gà ra chị đi ra từ đó đúng không? Phải đúng không? Ai cũng kiếm đồ. Này nè. Ôi. Yeah. Cái này một cuộc ăn chơi nhảy múa. Rồi, đây. Bài vô.